Tuấn Triều, anh Thơ, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Từng bước một, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Phi-e-rơ nhất chương 4 từ câu 7 đến câu số 11. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị và các bạn cùng ODB khám phá nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Phi-e-rơ nhất chương 4 từ câu 7 đến câu số 11. Bản truyền thống hiệu đính. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín, khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Nếu có ai giảng luận, thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Nếu có ai phục vụ, thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự, Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Câu gốc hôm nay được chép trong Thi Thiên 133 câu số 1. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp biết bao. Hơn 10 đội chơi, mỗi đội chơi gồm 3 người đang đứng kề vai nhau để chuẩn bị cho cuộc đua 4 chân. Mắt cá chân và đầu gối của họ được cột vào với nhau bằng những mảnh vải sạch sỡ. Cả 3 đều dán mắt vào vạch đích. Khi tiếng còi cất lên, các đội lao về phía trước, hầu hết đều bị ngã và phải rất vất vả để đứng lên. Một vài đội chọn cách nhảy lò cò thay vì bước đi bình thường. Một số đội đã bỏ cuộc, nhưng có một đội xuất phát chậm hơn, thống nhất kế hoạch và liên tục tương tác khi họ tiến lên phía trước. Họ đã vấp ngã dọc đường, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên và nhanh chóng vượt qua tất cả các đội khác. Tinh thần sẵn sàng hợp tác của họ, từng bước một, đã giúp họ cùng nhau cán đích. Việc sống cho Chúa trong cộng đồng đức tin đôi khi khiến chúng ta cảm thấy chán nản, giống như việc cố gắng tiến về phía trước trong cuộc đua 4 chân. Chúng ta thường thất vọng khi cố hòa nhập với những người không đồng quan điểm. Phi-e-rơ nói đến sự cầu nguyện, lòng hiếu khách và việc sử dụng các ân tứ để hiệp nhất với nhau nhằm dập dãi sự sống đời đời phía trước. Ông thúc giục những người tin Chúa Giê-xu phải yêu thương nhau tha thiết, phải hiếu khách mà không phàn nàn và phục vụ nhau như người quản lý trung tín, khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Khi cầu xin Chúa ban khả năng giao tiếp và hợp tác, chúng ta sẽ cùng nhau dẫn đầu cuộc đua để bày tỏ cho thế gian biết cách tôn trọng những khác biệt và sống hòa thuận với nhau. Quý vị thân mến, đã bao giờ quý vị gặp khó khăn khi làm việc với những người khác biệt với mình chưa? Chúa đã giúp quý vị như thế nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa toàn năng, xin dạy con biết thông công và hiệp một với mọi người khi con học cách yêu thương như Ngài đã yêu con. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.